Xin kính chào mọi người, chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và hiệu quả bên gia đình và người thân. Hôm nay chương trình sẽ chia sẻ cho quý vị và đặc biệt là các chị em phụ nữ top 7 thực phẩm phòng ngừa ung thư buồng trứng hiệu quả. Buồng trứng là cơ quan có vai trò quan trọng tác động đến khả năng sinh con của phụ nữ. Hầu hết các chị em phụ nữ thường nhầm lẫn những dấu hiệu ung thư buồng trứng với các bệnh phụ khoa thông thường. Khi phát hiện ra thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Các chị em hãy quan tâm đến sức khỏe của mình bằng cách sử dụng một số thực phẩm ngăn ngừa ung thư buồng trứng hiệu quả ngay dưới đây. Thứ nhất, thực phẩm giàu chất sắt. Thực phẩm giàu chất sắt đóng vai trò quan trọng với chị em, nhất là sau thời kỳ kinh nguyệt hay đang mang thai. Với các mẹ bầu, nếu không bổ sung đủ lượng sắt cần thiết để thai nhi phát triển khỏe mạnh. Theo các chuyên gia, buồng trứng là cơ quan cần thiết nhiều sắt. Thông thường, sau khi kết thúc kỳ kinh, cơ thể phụ nữ sẽ mất đi một lượng sắt cần thiết, do đó nên ăn nhiều gan động vật, rau cải, lòng đỏ trứng để bù vào lượng sắt bị thiếu hụt do mất nhiều máu. Đừng quên bổ sung vitamin C để hấp thụ sắt tốt nhất nhé. Nên bổ sung sắt từ thực phẩm hàng ngày hoặc viên uống bổ sung sắt theo chỉ định của các bác sĩ. Ăn thực phẩm giàu chrome. Chrome là khoáng chất cần thiết cho cơ thể kháng insulin. Chrome đặc biệt tốt cho các chị em, nhất là nữ giới mắc các bệnh buồng trứng đa nang, ung thư buồng trứng. Bên cạnh đó, chrome cũng giúp cân bằng cảm giác thèm ăn và nội tiết tố. Chrome có nhiều trong thịt gia cầm, rau chân vịt và hành tây, húng quế. Tuy nhiên, mỗi tuần chỉ nên bổ sung một lượng cần thiết, tránh lạm dụng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đậu nành. Đậu nành được biết đến là một trong số những thực phẩm tốt cho bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng nói riêng và chị em phụ nữ nói chung. Đậu nành giúp giữ gìn sức khỏe, sắc đẹp cũng như níu kéo tuổi xuân. Nhiều lượng chất isoflavon có nhiều. Đậu nành hỗ trợ đề kháng, giảm thiểu các nguy cơ mắc bệnh liên quan đến ung thư vú, ung thư buồng trứng, đau bụng kinh. Bổ sung các loại hạt. Bổ sung các loại hạt như hạt vừng, đậu, tăng là các loại có chứa nguồn omega 3, vitamin, canxi và nhiều các chất khác rất tốt cho buồng trứng. Chúng giúp cảm giác thèm ăn giảm đi đáng kể. Lượng hormone trong cơ thể cũng vì thế mà được cân bằng. Buồng trứng cũng hoạt động ổn định hơn. Các chị em nên bổ sung các loại hạt này trong chế độ ăn hàng ngày để phòng chống ung thư buồng trứng. Cải bó xôi, siêu thực phẩm phòng ngừa ung thư buồng trứng cho chị em. Cải bó xôi chứa nhiều các chất kem polyphenol và lutein thuộc nhóm flavonoid giúp giảm 30-40% nguy cơ mắc ung thư buồng trứng. Nếu sử dụng thường xuyên, ngoài cải bó xôi, các loại rau họ cải cũng được mệnh danh là thực phẩm phòng ngừa ung thư buồng trứng tốt nhất. Dùng trà xanh. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trà xanh là một trong các loại thực phẩm phòng ngừa ung thư buồng trứng hàng đầu. 50% nguy cơ mắc ung thư buồng trứng được loại bỏ do các chất chống oxy hóa có sẵn trong trà xanh. Chị em có thể sử dụng trà xanh bằng cách pha trà, sử dụng lá trà tươi xanh sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Cải xoăn. Đây là loại rau chứa nhiều chất oxy hóa mempererol, có tác dụng ngăn ngừa ung thư buồng trứng ở phụ nữ. Ngoài ra, người ta cũng tìm thấy trong cải xoăn một số dụng chất khác như sắt, kali, phosphat và chất béo bão hòa rất tốt cho sức khỏe. Trên đây là 7 thực phẩm phòng ngừa ung thư buồng trứng ở phụ nữ hiệu quả nhất. Buồng trứng là cơ quan quan trọng của các chị em phụ nữ. Buồng trứng quyết định đến khả năng sinh sản của bạn. Chính vì thế, hãy bảo vệ buồng trứng bằng cách sử dụng thực phẩm có lợi giúp ngăn ngừa nguy cơ gây ung thư buồng trứng. Hy vọng video dưới đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về sức khỏe của mình. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bấm like, đăng ký và chia sẻ kênh. Chúc quý vị và các bạn nghe video vui vẻ.